ba bốn con bomber như này không cụt đầu ạ. Bắn cho nó cụt đầu đi. Ok, nằm xuống. Toàn bốt là bốt thôi ạ. Nằm xuống. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của game 7 Day to Die Mode Darkness 4 trong phần series thử thách sinh tồn với duy nhất một mạng. Ok, 80 full mode. Thêm cái mode vào đây. Mình đang thiếu mode. Đây, để tạm hết các thứ vào đây. Master rồi. Cuốn này sẽ là cuốn mechanic đúng không? Còn thiếu cuốn mechanic thôi. Mechanic. Đây mình có thể chế tạo thêm được ấy luôn. 500 ạ, chế được một đống sách. Đây, chế tạo thêm skill đi. Giấy để làm gì? Hết mực rồi. À, mực ở đây mình có cái này để mình chế tạo mốt nữa. Phiên bản này thì chả thiếu cái gì. Mình có thể nấu đồ ăn đúng không? Đồ ăn là cần cái này, bột này, cần nước sạch này. Đây, bánh pumpkin thì cần trứng 17 quả. Ôi giời. Trứng thì thiếu gì? 40 quả luôn. Đấy, ăn gọi là bét là nhè. Cuộc sống không có thiếu thốn cái gì. Nếu mà chỉ để sinh tồn thì hiện tại là mình đã đạt được mục tiêu bước đầu. Còn lên cấp 300. Đấy, lên cấp 300 thì cũng đơn giản thôi. Ok. Rất nhiều skill. Nói chung là tần cư gần như là tất cả các thứ rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái lác ạ. Ok luôn. Vài giây là xong. Rồi. Mắc chưa? Đấy. Gần chưa mắc hết nhé các bạn. Ở đây thì mình đã tăng. Chắc là lên level thì nó sẽ tự mắc thôi. 11 skill. Đấy, phần này gần như là mình tăng max hết rồi. Master hết rồi. Sell à. Cần never. Mình đang là cấp 120. À, gần 5 level nữa đúng không? 125. Nó sẽ là 125 thì nó mới lên được thêm. Đấy. Còn 5 level nữa. Ok. 63 luôn. Nói chung là chế cái này là rất dễ. Chỉ cần một tí thuốc. Khá là rẻ nếu mà chế. Chế quả lựu đạn thì sao?
Lựu đạn thế này là hết rồi. Lựu đạn này thì mình không nói nhé, phải lựu đạn xịn cơ. Đây, chế cái này thì cần đến 8. Không ok, cái này yếu hơn nhiều. Đấy, mình chế cái này vừa rẻ lại vừa mạnh. Đam hơn 1k phải. Đấy. Cái gì đây? Sao đam full robot đam có exposure. Sao ở đây nó bị rẻ à, nó bị yếu đi sao ấy? Ở trước chơi ở cái bản online thì nó lại cho mạnh. Ôi giời ơi. Ui, đam hơn 1.000 này, lắp vào cung là đam hơn 1.000 nha các bạn. 1.600 ạ. Đam ở đây đây bây giờ nó mới lên hơn 1.000 đam. Đấy, đam nó mạnh như thế này mà. Đấy, bắn này một phát là mình đi luôn. À, bắn zoom thế là còn cần cái gì nữa? Cảnh báo. Điều này gây ra sát thương khối. Bán kính lớn nếu mà bạn bắn vào căn cứ bầy đàn. À, đây 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 nó là bom hạt nhân. Nếu mà mình chế tạo cái này mình bắn ấy, thì là mình chết luôn cùng luôn như các bạn. Nếu mà ở khoảng cách gần này nó cũng chết hết bởi vì nó lổ. Nó bảo đây dịch ra là nó kiểu là nó bảo là nếu mà cái này chỉ bắn để chơi thôi, ở chỗ nào xa xa ấy, mình sợ là ở khoảng cách gần là nó lổ hết. Rất là nguy hiểm chứ không phải là đơn giản. Đây, chế tạo được 150 ạ. À, thiếu cái gì? Vẫn thiếu stick ạ. Chế cái này thì quá dễ. Nói chung là mình full full hiện tại ở cấp độ hiện tại là full tất cả mọi thứ rồi, cũng không cần phải kiếm cái gì nữa. Lên một 140 thì mình sẽ chế tạo được ấy đúng không? Power Armor nó sẽ rơi vào 140 là mắc tất cả ở cái bản game này. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm mình đi minh linh một tí để kiếm con ma nữ các bạn. Cày cấp. Nói chung là ở trong bay mình thì không sợ, kể cả Demon Knot. Ngoài bay thì mới sợ chứ còn ở trong bay nó là chỗ của mình rồi. Đây, mình có thể khai thác sát luôn cũng được. Đang cần rồi, hàng 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 tới, hàng tới, hàng tới. Ok, lần này lại chắc chắn là sẽ nhiều nhiều bốt nhiều bung. Rồi. Hay là thấy bốt bốt luôn các bạn. Chúng mày tuổi. Ui giời ơi. Nằm xuống. Nằm xuống. Tuổi tôm ngay. Tuổi tôm ngay. Tuổi tôm ngay. Bởi vì cái cung này của mình nó là siêu mạnh. Nó bắn bọn này là không hồi được máu nha các bạn. Nằm xuống, nằm xuống. Rồi bắn. Nằm xuống. Hơn 1.000 đam mà. Hơn 1.000 đam cơ này. Nằm xuống. Bọn này là không hồi được máu. Rồi, bắn phát lên level mầm. Mình bắn chay bằng 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 cái này cũng được, nhưng bằng cung cũng được các bạn, lên 4 level. Phê vậy. À, có hàng ở trên đầu.
Có con chim nhưng mà đâu? Có con thú, à con chim bay à? Đâu nhỉ? À đây đây. Chim đỏ bình thường ạ. Ôi con ma nữ. Quá mạnh. Chơi tên lổ là mạnh, siêu mạnh nha các bạn. Mạnh và rẻ, chơi đồ laser thì chưa chắc đã bằng. Lại xuống kiếm thêm mấy con ma nữ nữa các bạn. Cuộc sống bây giờ nó gọi là đơn giản rồi. Chắc cũng chỉ còn một vài clip nữa là mình có thể hoàn thành được cái series này. Hiện tại thì cấp độ của mình để mà lên đến tầm 300 thì nó sẽ là rất nhanh. Khi mà mình lên được cấp 140 như các bạn. Lên cấp 140 thì lên tầm level 300 thì sẽ rất nhanh. Vừa mới bắn quả tên nổ rát quá. Zoom nó chết hết. Đúng mày, đúng mày, đúng mày, đúng mày. Bắn vài phát là chết ạ. Lầm xuống, lầm xuống, lầm xuống, lầm xuống. Demon à, Demon à, con này. Bắn vài con boss là lên level mà. Đấy. Lầm xuống. Ok, lầm xuống. Rồi, bắn vào đầu là đi. Lầm xuống. Ôi, thôi, thôi, từ từ. Hết zoom rồi các bạn. Nhanh quá. Bắn nó què chân. Con này là con gì? Demonic nhưng mà là Emperor ạ. Siêu mạnh nhá. Lầm xuống. Ấy già. Có bốt có con bố rồi ạ. Mày. Nằm xuống. Anh già. Bắt đầu mạnh. Mình có 200 cái tên lo gì. Bắn cái này vừa tiết kiệm vừa nhanh các bạn. Nằm xuống. Ô, con này nó lại không bị ạ. Không bị này. Nằm xuống. Ô, con này nó không bị. Con Debonot không biết là có giật hay không, nhưng hiện tại là cái con kia là không giật. Rồi thêm con ma nữ nữa. Đây, con này này không bị giật ạ. Căng nhà. Căng. Ma nữ thì con này là con Emperor đó. Kệ nó thôi. Ây da. Rồi. Nếu mà đông quá thì mình sẽ vác tên nổ mình bắn thôi. Đông. Ô kìa. Ấy, thằng kia nó lại chuẩn bị nó lổ ạ. May. Bắn cho 35 viên là chết. Lổ cái gì. Hay à. Ây da, đủ má nó. Thằng này nó tự lổ ạ. Náo thật.
Ôi tôi chết, thôi chết. Rồi con này là cất rất nhiều XF. Rồi. Nằm xuống. Bắn nổ xung quanh chết tươi ạ. Ok, đấy, mình được đứng ở xa như này mình bắn. Rồi, có cả động cơ V8 để có thể chế được Đây rồi. Cuối cùng thì cũng tìm được cái ấy rồi. Cái mốt. Rồi. Ui giời ơi, khẩu Black Sky level 80. Khỏi phải lằng nhằng. Mình đang có khẩu 5. Mắc ọp. Rồi cho vào shop bán tí ạ. Hôm nay mới là day 32. Day 35 mà hoàn thành series thì có vẻ hơi sớm nhỉ. Thế thì chắc mình sẽ thử phòng thủ với cái day 7000 đi nhỉ. Đấy, đang dự tính như thế chứ. Còn hiện tại là để mà hoàn thành được cái series này thì cũng không không có gì khó cả. Súng siếc bán đi. Khẩu này bán đi. Khẩu này thì không bán được. Rồi, cái này bán đi được 300 ạ, vãi. Đạn đóm các kiểu. Mình chỉ cần chế tạo tên nổ thôi. À, dùng đồ laser bây giờ mình sẽ dùng ít đi. Không cần. Đồ laser chỉ để bắn boss thôi. Chứ bắn bằng tên là chính, bắn bằng tên để giết mấy cái bọn thứ nhất là đông zoom là xử lý rất là dễ. Hay à. Bắn nó bay bay xác luôn. Bay xác luôn. Bay xác luôn. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Đây là không nhìn thấy cái gì luôn. Bắn phát bình định thiên hạ luôn. Rồi. Cứ đông 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 cho quả. Quả tên các bạn. Đông một phát bắn một phát x7 đam nữa. Ui giời. Nằm xuống. Bắn quả nào chất lượng quả đấy. Rồi tuyệt vời. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok chưa. 133 rồi. Nằm xuống. Rồi sao. Bắn như thế này còn tốn hơn ạ. À. Bắn bằng tên này nó đỡ hơn. Nằm xuống. Nằm xuống. Rồi, đang còn một đống nữa đang lên. Con này. Ây da. Càng nha. Thằng đấy để không không đáng nghĩa là mình bắn vào đầu nó trước. Giết nó hay hơn. Nằm xuống. Hiện tại con bot kia mình nghĩ là sợ con Demon Lord là nó cũng không ấy. Ai da. Sợ con Demon Lord cũng ấy hả? Rồi. Bọn này ấy hết rồi. Bắn tí chết rồi. Ok, mình bắn rồi.
Ok. Tuổi thần tiên. Hết rồi. Thôi, bắn bằng tên nổ đi. Mày. Mày. Ây da. Căng nhỉ. Không nhìn thấy rõ. Rồi, còn một con nữa. Để mình lên lên trên xử lý bọn này. Chúng mày bắn bằng khẩu súng lục còn xịn hơn nha. Khẩu carbine ấy chứ, chả đùa. Ok. Mình thấy bắn khẩu súng lục thì khá là mạnh, vì nó có cái mốt ấy ạ. Rồi. Mày lỗ đi, lỗ. Ôi giời. Bắn trúng được tầm 3-4 tên thì cái thằng lỗ kia nó chết, tự chết thôi. Rồi. Sao? Ây da. Lại hàng tiếp ạ. Lầm xuống. 136 rồi. Lầm xuống. Ok chưa? À, vẫn còn hàng ở ngoài kia nhé các bạn. Đấy. Nằm xuống. Select dam à. Nằm xuống. Mấy con này, mấy con bé bé thì bắn một phát là nó chết luôn rồi. Hơn 1000 dam mà. Ok, may quá. Mình đang chưa sửa. Không nhìn thấy gì. Ok. Rồi còn vài con. Con này. Con này. Con này. Demon à. Demon này. Ok, chỉ còn vài con nữa ở trên hàng đầu. Ây da. Trên đấy cũng chết mấy con rồi. Gần lên 140 rồi. Ấy da. Ra tiếp đi. Mình không không săn nó nhé, kệ để cho nó chạy lên nó hét nữa. Rồi, chờ nó hét thì mới bắn chết. Nó hét là sẽ có bốt bay. Nói chung là có tỷ lệ rồi. Đông quá thì mình sẽ rút tên thôi. Đây. Bắn một quả phát cả lũ đi. Nằm xuống. Nằm. Năm tên là chết. Chắc tầm 4 tên là cái thằng bomber chết thôi. Nằm xuống. Bắn bằng tên đúng là vẫn tê. Đây nó cho lắp được 5 tên. Rồi gần hết rồi. Gần hết rồi. Bắn một phát là đi. Có con chim mà chưa thấy nó bay. Có hàng. Chó. Chó này. Ây da, bomber ạ. Mày. Mày. Ba bốn con bomber này. Không cụt đầu ạ. Bắn cho nó cụt đầu đi. Ok. Ừ.
nằm xuống. Má mày. Ây à, bốt. Toàn bốt là bốt thôi ạ. Nằm xuống. 141 luôn ạ. Mình bị lổ hay sao mà bị mất máu. Ây da. Tuổi thần tiên. Chim cũng ấy ạ. Ây da. Đây. Khẩu này bắn là chết rồi. Khẩu lục bắn này mình thấy phê. Nằm xuống. Ok. Bắn vào đầu chết luôn. Ok, lên 104x rồi. À 140, 41 rồi. 104x thì lại khiếp quá. Đấy. Tăng max rồi. Và mình có 10 điểm để mình tăng vào cái skill lại. Ok luôn. Đấy, nói chung là bây giờ là mình sửa đồ gần như là không bị hỏng nữa nhé các bạn. Sửa đồ là 80 luôn. Đây mình sửa luôn cho các bạn xem này. Đấy, 80 luôn. Không bị trừ nữa. Khi mà tăng max cái này thì thứ nhất là sẽ được lên rất nhiều XP. Và bây giờ tất cả các skill mình sẽ tăng max lên thôi. Còn cái gì mà tăng lốt được thì tăng hết thôi. Thứ nhất ở cái kỹ năng này. Robin Hood. Chưa tăng tên đấy ạ. Mình còn chưa tăng cung ấy. Đấy. Clive, Cliff thì bây giờ cũng chả cần. Cái này đào thì sẽ nhanh ấy hơn đúng không? Ok, AK này. Đấy, đào cái này thì nó dễ tìm thấy ấy hơn. Coi như là gần như là mắc hết những cái skill cần thiết rồi. Chả còn cái gì. Và bây giờ mình có thể chế tạo được bộ power. Đấy. Mình sẽ chế luôn. Cho nó 100%. Không phải dùng mod đi. Bộ power. Găng tay tạm thời mắc. Áo 80. Ok luôn. Mũ. Mũ mặc đeo vào luôn thế. Quần 73, mũ 71 là 80 luôn. Đúng, ok luôn. Mũ 80 rồi. Áo 80 rồi. Quên lại mặc phát mặc vào luôn người. Bực. 73. Rồi, hai đồ thôi là được đấy các bạn. Nó chưa hú thì không được. Chỗ này nó hơi bị tối.
Hay vậy, hay vậy, hay vậy. Mấy cái thằng này đầu tiên là toàn thằng to thôi. Từ từ đã, đang đưa. Trúng mày, trúng mày. Vài phát là đi luôn, tăng 20% đam bắn. Các bạn, bắn boss như con. Ai à, từ từ nhá. Này phải bắn cung cầu trước á. Đẩy lên là cái gì đấy? Nhảy lên cái gì đấy? Nhảy lên cái gì đấy? Nhảy lên này. Rồi. Nằm xuống. Một tên thôi. Đấy, bắn vài phát là xong. Có bốt ở trên không? Không có ạ. Nằm xuống. Ồ, một phát chưa chết à? Tí nữa lại tự sát. Ok, xong hết rồi. Ây chà, gặp hàng ạ. Láo. Chúng mày lè. Chúng mày. Chúng mày. Chúng mày lè. Chúng mày lè. Chúng mày lè. Lầm xuống. Rồi đây. Nằm xuống. Mình bắn bằng tên nổ tiết kiệm hơn các bạn. Bắn một phát thì chết cả lũ. Nằm xuống ạ. Nằm xuống ạ. Nằm xuống ạ. Nằm xuống ạ. Quá phê, nằm xuống. Được chưa? Mình bắn tên nổ. Một tên là một con. Thằng nào mà chạy chạy lang thang. Tự mọc à? Chúng mày. Nằm xuống. Nằm xuống. Còn thằng nào chưa chết? Ở đâu ấy các bạn? Còn bọn này gần như chết hết rồi. Chưa kịp tới.